Hi, chào mọi người. Mình là Lâm Bửu Nguyệt, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành Thầy Nguyên, lớp Mẫn Nghi Minh Thái. Video này của mình sẽ nói về vấn đề hai căn bệnh ung thư cùng lúc trên một người, hay còn gọi là Double Primary Malignancies. Như mọi người đã biết, thì hiện nay số người mắc bệnh ung thư đã gia tăng nhanh chóng, là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Và đôi lúc chúng ta sẽ bắt gặp những người mang hai căn bệnh ung thư khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. Vậy thì ung thư là gì? Chúng là tình trạng các tế bào bất thường phát triển không kiểm soát được, dẫn đến xâm lấn và phá hủy các mô cơ thể bình thường. Các tế bào bất thường này gọi là tế bào ung thư. Những bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư có nguy cơ trong thời gian sống phát triển một bệnh ung thư khác, tùy thuộc vào các yếu tố như nguy cơ di truyền hay do môi trường và các liệu pháp điều trị khác nhau. Nạn nhân ung thư có thể sống sót lâu hơn do sự phát triển các kỹ thuật y học và sau đó có khả năng phát triển một căn bệnh ung thư mới. Chúng ta có thể chia chúng thành hai loại tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa các lần chẩn đoán. Synchronous malignancies, khối u thứ hai xuất hiện đồng thời hoặc trong vòng 6 tháng sau khối u ác tính đầu tiên. Metachronous malignancies, khối u thứ hai phát triển sau 6 tháng hoặc thậm chí nhiều hơn thời gian kể từ lần mắc bệnh ác tính đầu tiên. Vậy thì nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu? Với các phương thức điều trị gần đây, bệnh nhân ung thư đã có thể sống sót lâu hơn, có khả năng phát triển bệnh ung thư mới, một phần liên quan đến việc điều trị các căn bệnh ác tính trước đó hay các phương thức chẩn đoán tiên tiến gần đây như chụp các lớp phát xạ positron, góp phần làm tăng số lượng khối u không tự chủ, hơn nữa là sự gia tăng rõ ràng tỷ lệ mắc nhiều bệnh ác tính nguyên phát. Các vị trí phổ biến của ung thư thứ nhất thường là đầu và cổ, sau đó là ung thư phụ khoa, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư thực quản và các khối u khác. Ung thư thứ hai thường là ung thư vú và đường tiêu hóa, sau đó là phổi và ung thư phụ khoa. Tỷ lệ mắc hai bệnh ung thư cùng lúc không phải là hiếm tại thời điểm bây giờ, do đó ta cần phối hợp các kỹ thuật hình ảnh, theo dõi cẩn thận các bệnh nhân để điều trị ung thư nguyên phát, giao tiếp với bệnh nhân để không chỉ phát hiện sớm các khối u liên quan căn bệnh ung thư thứ hai mà còn tìm ra cách xử trí thích hợp. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem, giờ thì bye bye.